Ok các bạn, chúng ta đã quay trở còn ai đấy nhỉ? Còn chúng ta còn Chi Haza, hai cái nhân vật mà mình thực sự mình không muốn đi trong Giáng sinh là Takemi và Oya. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ ở cái list mà chúng ta mình nghĩ là mình thực sự mình muốn đi chơi, ví dụ như là Kawakami cô giáo nhỉ? Nên là chắc tất nhiên là chúng ta phải rank cô giáo hơn là những người lạ. There you are. It gets so crowded on Christmas Eve. Nhìn chị này cả năm mặc một bộ. I know this was kind of out of the blue. You sure I'm not stepping on any other plans? I have no plan. I cancel them for you. Oh my gosh, what a caring master. Becky's such a lucky girl. I'm just messing with you. Seriously though, I am glad to hear it. By the way, are you hungry? Cô giáo lại còn chủ nhân với cả Becky nữa. Maybe we could go grab a bite somewhere. It's Christmas Eve. We should make the most of it. Tầm này học lớp cô này là sao mà trượt được? And don't bảo worry chỉ about the cost, đứng top okay? Một lớp. I'm the working adult here. I'll cover it. Okay. Chị sẽ chi tiền. Chị là người đi làm. Em là học sinh. Em là học sinh của chị. Cool. Let's go then. Something wrong? Bà này lại không chơi học sinh đại học, chơi học sinh cấp 3 đâu. Oh, I see how it is. You're looking to hold hands, huh? No, I get it. Christmas Eve, walking with your sweetheart, hands locked together. It's really sweet. Tầm này mà học sinh là thấy được. But not this time. You know someone might see us. Not even a little, người. Oh, what? Enough with the puppy dog eyes. You're making me feel like a monster. Well, we can't let anyone see us, so just for a little bit, okay? Nắm tay tí thôi nhá. Nắm tay nhiều học sinh là thầy. Hoặc là thầy giáo khác là thầy. Có cái bà mà Chono. So much for having it covered. Kể là giáo viên tiếng Anh ấy, bà là hay lùa con này. You'd think at least one place would have a spot open. Hey, you can't just launch into the sweet talk. Actually, forget that. Tell me more. Anyhow, if dinner's off the table, we can at least get a cake. An actual Christmassy one, too. Hey, that looks like a little cake shop. Let's go check it out. They might be sold out, too. Oh, what the hell, I'm just gonna go for it. You know? Excuse me, do you have any Christmas cakes left? Actually, we do! Yeah, I figured. Wait, what? One of our orders was cancelled last minute. This is the only cake we have. Whoa, seriously? Well, in that case... Yeah, we'd love to buy it. We'd love to buy it? Of course! Just wait one moment while I go prepare your order. Well, that's a surprise. We really got lucky, huh? I want to surprise you. Oh my god! Omega? You went to all that trouble for little old Becky? Yeah, no, I highly doubt that. Lại chuyển sang người. Anyhow, let's get this miracle cake out of here and go enjoy our evening. Nên là cái vấn đề mà là chúng ta biết được cái secret của cô giáo này cũng rất là hay. Nên là nó kiểu nó tăng cái dynamic cho cái... kiểu cái nội dung hơn ấy. Thay vì chỉ là ví dụ bác sĩ này hoặc là chị phóng viên thì không có nhiều cái logic được lắm ấy. This is delicious. I think it's been years since the last time I got to actually enjoy cake. You're not longer alone, King. Pretty smooth. But. Those lines don't work the best when you've got cream on your nose. Tầm này mà đi học mà không được nhất lớp thì cô hãy cẩn thận nha. It reminds me you're still the younger one here and how I should be looking out for you as the adult. But somehow, I always end up running to you for help. Okay, đúng ra là cô giáo phải chăm sóc học sinh, đây là học sinh chăm sóc cô giáo.
Honestly, I really don't like that you keep putting yourself in danger. Why does it have to be you? Still, I can't get mad at you for following your heart. It's the only reason I got my life back. So, thank you. Really. And congratulations on everything you've accomplished, too. I didn't do anything, Kingway. Oh, shut up and let me thank you. You helped me remember why I got into teaching at all. Lại cho tôi quả pancake và hộp bút. That's why I got you a little something. Here, it's a pretty good pen case, so it'll be good for school, right? You can carry it with you, and I thought maybe you could look at it and think of me. Okay, đi học và suốt ngày nhờ cô giáo này học hành chó. Hey, thank you for loving me. I mean. Trên thực tế là cái bản Persona 3 hình như là mình có nhớ là chúng ta có hẹn hò với cô giáo, nhưng mà mãi đến kiểu rank 10 chúng ta mới thực sự chúng ta là biết là cô giáo ấy. Nên là nó không phải giống kiểu này. I know it doesn't exactly look good. A teacher and a student shouldn't have a relationship like ours. But this is the happiest I've ever been. That's enough serious stuff for one night. Let's get to the fun part. Oh, yikes. I was wondering what that was. It's really snowing a lot harder out there. I don't know if the trains can still run in this weather. You could spend the night well. Kinh quá nhỉ. Chia ra bỏ mẹ. Whoa, down boy. That's not happening. But I will hang around a little longer at least. Không ngủ đây cả tối. Nhưng mà chị chỉ ở đây tìm một tí nữa thôi. Còn mấy cái nhân vật khác là bảo là ngủ đây luôn cả tối. Rất là nguy hiểm. I never thought I'd spend a quiet Christmas Eve with you. It feels like a dream. Well, we're both here and we're both happy. So, for now, life's pretty good. Hey, I want to stay close for a little longer. Do you mind? Vậy là chúng ta đã xong kèo cô giáo. Ok, mình sẽ lại quay lại nữa. Nhìn những cái theme này rất là đẹp nhỉ. Ok, bây giờ là chúng ta từ Kawakami rồi này. Chihaza là thầy bói. Chúng ta còn 1 này, 2 này, 3 và 4 á. Đợi xem cô thầy bói nào. Cô này là bói trước là chúng ta có cái Love Fortune kinh. Đi với chị thầy bói. Nên là chúng ta là rất là bận ngay đến cái vụ Valentine. I'm glad I got to see you, especially since it's Christmas. Are you cold? It's sweet of you to think of me. But I'm fine. Cold weather's never bothered me too much. Cold weather never bothered me too much. Như kiểu là Frozen ấy. Sophie Frozen. To be honest, I was really hoping we could get dinner at a fancy restaurant after this. But I got too nervous and never made the reservations. I'm sorry. Em này là muốn chị này muốn được ăn trong nhà hàng sang trọng nhưng mà lại quá căng thẳng nên lại không bao giờ đặt chỗ. It's not like I have any dresses extravagant enough for one of those places anyway. Nên là chị này mặc đơn giản quen rồi. Let's go to Liberland. Thank you. I just wish there was some way to add that Christmassy touch. Oh, maybe we could go get a cake. Oh, I almost forgot. It turns out there's an easy way to increase your luck tonight. All you have to do is hold hands with your love. So, are you interested? Lại còn mời mình nắm tay này. Nhà chị thấy bọn anh nhìn ngon phết này. Kiểu cũng gái lành. Sao cả rau sạch ấy. I can't believe all the stores are sold out. Is Christmas always such a war zone? It's fine, we are together. Yes, I feel the same way. You're all I need this Christmas. Nhưng mà về cái mối quan hệ mình cảm thấy là nó cũng cũng thực sự không phải là quá tự nhiên như kiểu là chị Châu Bành nhỉ, chị Thóng Viên. Nhưng mà nói chung là mình cũng thấy là cũng là ổn ấy.
but we still have one last hope. Okay, let's go. Premonition. I sense they're all sold out. Excuse me, do you happen to have any Christmas cakes left? Actually, we do! Well, it was worth asking at least. Wait, what? One of our orders was canceled last minute. This is the only cake we have. Really? Then can we buy it? Of course! Just wait one moment while I go prepare your order. Amazing! I can't believe it! We changed our destiny once again. Thay đổi số phận. Oh, thanks to you. I should be the one thanking you. You really changed my life for the better. Em thực sự đã thay đổi cuộc đời cho chị tốt đẹp hơn. Wow. Never mind. You heard nothing. It's about time we had some cake. So good. These big city cakes really are on a whole other level. It's downright delicious what it is. Is that a country thing? Do people not say that here? It is fine. Oh, speaking of, before I forget. Lại cho quà. Here, I've got a present for you. Of course. Cái này là cái cologne. Cologne, cái này là nước hoa. I actually have the same one myself. I thought it might be nice if we both used it. Then we'd smell the same. Okay. Muốn ngửi thì mùi Wait, giống nhau. I didn't mean for that to sound creepy. I mean, I'm sorry. You are so adorable. Really? You're not bothered or freaked out? Oh, what a relief. Nhưng mà công nhận chị dễ thương thật. Chị thấy bói đấy. Nói chung là mình theo mình đánh giá là cái rank của mình cao hơn so với cả hai nhân vật là bác sĩ với cả cái chị phóng viên. You had some cream on your face. Đây là mình không tính là người trong nhóm ấy. Tất nhiên trong nhóm thì chúng ta ưu tiên hơn. It's kind of cliché, isn't it? Even I've seen that one. Can I ask you something? It's about your associates, the Phantom Thieves. You've all been fighting for people like me. You. Haven't you? You have whoever in trouble. That's right, yes. Yeah, it's easy enough to tell without consulting the Arcana. I'm sure you've been through a great deal. Trials far more painful than mine. But thanks to all your efforts, I found my own path to walk. From the bottom of my heart, thank you. Thank you. It's worth all you. Well, I won't push you any further. Chung là ở cái bản kia là mình có chơi trò này hai lần và mình thực sự là mình chưa bao giờ mình là mình chơi thử hết qua các cái nhân vật. Đây là cái lần bản Royal, có thể nói là Definitive Edition ấy, nên mình cũng có điều kiện để mình quay lại hết các nội dung ấy, nên là cũng rất là hay khi mà là chúng ta thử hết các cái trải nghiệm từng nhân vật ấy. Nên là cho chúng ta thấy được là mỗi nhân vật nó thêm được nhiều cái bối cảnh để cá tính hơn. But there's one thing I want to thank you for specifically, not as a phantom thief, but as a person. Thank you for seeing me as I am. Not some maiden, not as some maiden monster. Or a monster, but seeing who I really am and loving me for it. Chị này đáng yêu phết nhỉ? Cái quầy đáng thì we will always be together. Yes. Nên là nếu mà được chọn một cái nhân vật mà gọi là lớn tuổi ngoài trường ấy, chắc là mình sẽ chọn cô thầy bói ấy. Well, sau đấy là cô giáo. Let's get back to our Christmas party. That cake isn't going to eat itself, you know. Nhưng mà yêu cô thầy bói này cũng đỡ không phải tệ lắm, bởi vì dù sao thằng này là cái theme chính của cái dòng này nó cũng kiểu thiên về số phận ấy, kiểu ấy. Nó cũng rất là hay. It's snowing so much harder now. Nhưng mà yêu bác sĩ với cả
phóng viên thì nói chung là mình thực sự mình không cảm thấy là nó hợp lắm ấy. Something about it is so much prettier than how I saw it back in the countryside. Còn tất nhiên là cái này là nó là cái option của game thì tất nhiên chúng ta cũng không thể nói là cái gì là không có thích hoặc là cái gì là không được hoặc là cái gì được, nhưng mà nói chung là mình cảm thấy cái gì nó hợp hơn không? Hợp với cái kiểu cái bối cảnh hơn ấy. I didn't know I could feel this happy, but it's all because I have you. You know, I read your fortune today. By all appearances, your life is going to get even better from here on out. Cuộc sống của em sẽ tốt hơn, từ bây giờ sẽ tốt hơn và tốt hơn nữa. It's a little strange, in fact. You have so much joy. Bao nhiêu gái cả thích. It seems almost unnatural. Everything will turn out fine. You're right. We can just be happy together. Can we stay like this a while longer? Listening to your heartbeat makes me feel so safe. Sau cái cô thầy bói này kiểu cũng kiểu luôn là romantic hơn, kiểu như là rau sạch hơn mấy nhân vật kia. Và chắc là cái mình nghĩ là cái độ tuổi là nó cũng thấp hơn ấy. Và mấy cái chị kia là cũng tương đối là không phải là trẻ. Ok, một lần nữa mình sẽ quay lại để mình xem nó một số cái nhân vật kia. Ok, một lần nữa là chúng ta sẽ quay lại. Đây là mà chúng ta sẽ đi vào một cái list, nó gọi là list talk của mình nhỉ. Chúng ta có một số nhân vật như là Makoto này. Sau đúng ra là Haru là mình được vào top, nhưng mà mình đi vào về Enche này. Nên là đúng ra là mình sẽ cover kia trước. Nhưng mà trên thì đây cũng không thể nói là top. Nhưng mà đúng ra là mình cũng có thể nói là Enche này là cũng là nhân vật mình thích. Ok, nhưng mà về cơ bản là mình sẽ thử Futaba xem. Cái này là em được cái lợi thế là sân nhà, nên là cũng nể mặt em một tí. Kiểu bố dù sao bố em cũng là chủ quán cà phê. Oh, there you are. Nhìn cái này. Merry Christmas. For real though, I almost did. Shibuya's way too crowded. Nên là Vio là con này, nếu mà mình yêu nó cũng thương nhỉ. Nếu mà Vio mình bỏ rơi nó thì cảm thấy như là con này nó sẽ ngất nhỉ. Kiểu xúc động mà nó okay, chết thì tự tử. Let's get down to business. First, we gotta get some roasted chicken. I'm talking as big as me. Nhưng mà kiểu là con này là gái, nó kiểu là khôn lỏi ấy. Cũng kiểu là cũng vui. Okay, let's roll. Let's roll. Wait up. Aren't you forgetting something? I mean, you're my boyfriend, so... Let's hold hands, yeah. Yeah. Well, there you go. But don't grip it too hard, okay? Con này đúng là nó cũng giống kiểu như là mấy cái gái trong anime nhỉ, lúc nào đẹp tai nghe. I'm kinda new to all this stuff, so as long as we take it slow. Mình không biết là ở ngoài đời là nó như này không? Là có đứa nào sao người đẹp tai nghe to đấy. Christmas is canceled. It can't be sold out everywhere. It's not Christmas if we can't get roasted chicken. We have the pork in the fridge. Cho thịt lợn ở trong tủ lạnh. Pork? Screw pork. I got principles, you know, and one of those is chicken at Christmas. We might as well skip to dessert. Onward. Nên là chắc là nếu mà các bạn đã chơi trong mấy năm thì ở trong những top nhân vật là hình như là con Futaba hình như rank rất là cao, hoặc là mình nhớ là hình như là cao nhất trong mấy kiểu gái là nhỉ. Bởi vì trên thực tế là nó cũng dễ hiểu về mấy cái nhân vật khác là nó, cái con này nó kiểu nó khác hoàn toàn mấy nhân vật khác ấy. Kiểu con này nó trẻ ấy, kiểu nó hơi kiểu nghịch hơn so với là nhiều. Nên là mình nghĩ là con này nó có sự khác biệt rất là nhiều so với ba nhân vật kia là ba nhân vật nữ ấy. Nên là cái đây là một cái lý do mà con Futaba nó rank rất là cao trong cái bản này sao. Mình nhớ là cái bản 4 nó có một nhân vật kiểu Futaba, kiểu con này là kiểu là người nổi tiếng hoặc là celebrity ấy. Nên là cũng rank tương đối cao à. Nhưng mà chắc là bởi vì xem lại thôi. Bởi vì là những cái game Persona này là có một cái lượng fan hâm mộ rất là lớn ấy. Excuse me. Do you have any Christmas cake left? Actually, we do. We do. Yeah, game.
Mẹ đi cùng cái bọn này nhiều vớ vẩn, mẹ thích con bán bánh đấy. Mẹ lần nào cũng gặp con này. One of our orders was canceled last minute. This is the only cake we have. What? Really? Then yeah, we want it. Of course. Of course. Just wait one moment while I go prepare your order. Whoa, is this for real? The Christmas miracle. Tis. Tis. And we even got it from a super fancy cake shop. Christmas is hereby uncancelled. Chung là mình cũng thích con Futaba này, nhưng mà chắc là mình không thích bằng hai cái nhân vật sau, kiểu là cuối cùng sao ấy. Chắc là style mình kiểu là gái nó nhẹ nhàng ấy. Oh man, this stuff's good. Con này cũng kiểu là trẻ vui ấy. If we were in one of those cooking animes, this cake would be blasting people's clothes off. Man, we got lucky. It all thanks to you. What's my secret? That's easy. Never give up, trust your instincts. Nhưng mà tất cả trong các cái dòng mà Persona ấy, thì là trên thực tế là mình cái dòng mà dễ khó mà chọn nữa, nhất là đi chơi đứa nào ấy, là trên đấy là cái dòng Persona 4 Golden ấy. Còn cái bản 5 này trên thực tế là mình thực sự mình không khó chọn một tí nào, bởi vì mình vào mình chơi và mình biết ngay là mình cái nhân vật nữ là mình thích ấy. Wafu vẽ như các bạn này nói ở cái bản mà mình cảm thấy là khó chọn nhất là cái bản là Golden ấy. Yeah. Honestly though, I didn't do much. Bởi vì là mấy cái gái đấy là nó đều có cái đặc điểm rất là hay và nó kiểu nó ngang ngửa nhau ấy. Nên là rất là khó để lựa chọn. Really, I should be thanking you for sticking with me even when things started getting dicey. Oh, but besides that. Con này là nó lại cho mình quà. Got you a little present. Con này ngồi nó toàn ngồi xổm này. Đậu này, headphone này. And I figured we might as well have matching ones, cuz you know, boyfriend and girlfriend. Đây nó cho mình một cái giống nó ấy. Đeo y chang là có cái đệm là đỏ. Thế hai đứa đeo trông chả kiểu chả khác gì chân dân DJ. Okay, mỗi lần anh nhìn thấy cái thì em anh sẽ nhớ đấy em. That make me happy. Really? That's good. I'm really happy too. Cream on your nose, you big old dork. Man, Christmas is super fun. I'd have never learned that if it weren't for you falling in love with me. Thank you. That is my liking. Mm. Then I guess we can thank each other. Thằng ấy nói như thánh. All right, time to enter phase two of our Christmas bash. Party, transform! Oh, hey! Snowing even harder now. Kiểu là con Futaba này như kiểu là hình mẫu của mấy tha. Đây là mình không phải là nói là mình không thích, nhưng mà kiểu hình mẫu của mấy thanh niên mà nó nớp ấy. Kể là như là thích chơi game này, hoặc là thích mấy cái mà kiểu siêu nhân này, hoặc là anime kiểu ấy. Nói chung là nó hay kiểu nó thân thiện hơn mấy cái thanh dòng kia, nó kiểu nó hơi bị nói nhiều cái trưởng thành ấy kiểu. Đây là mình cũng thích rồi, thế nhưng mà trên thực tế là mình hiểu vấn đề đấy. Nên là chắc đấy cũng là một cái lý do mà con này rank rất là cao. Mà mình nghĩ là con này hình như trong game này được rank cao hơn cả An Takamaki với cả con Haru. My world just keeps getting bigger. I'm super happy. So much that it's a little scary. Con này bây giờ mới để ý là cái tai nghe của nó là AKG kinh quá nhỉ. Không biết là có gì à? It's pretty cold, right? So, is it cool if I sit a little closer? Okay. Có ổn không khi em ngồi gần hơn? Quá ổn. Tầm này ông Sojiro ông vồ chết cha mày. Nên là chúng ta cắt cái đoạn này lại chuyển sang Futaba thôi. Mà mình không hiểu sao cái ranking miệng tụt nhỉ? Ok, mình sẽ quay lại để mình xem nốt hai cái nhân vật chúng ta còn lại.